Thừa Thiên Huế dẫn đầu 63 tỉnh thành toàn quốc về chỉ số PAPI 2023. Các trường tập trung ôn tập cho học sinh lớp 12 chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Bước vào đợt nắng nóng gay gắt dài ngày, người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi Huế Ngày Mới. Vừa rồi là những thông tin chính trong chương trình sáng nay, thứ tư ngày 3 tháng 4. Và bây giờ là phần tin chi tiết. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam vừa công bố chỉ số PAPI 2023. Theo đó, với 46.0415 điểm, Thừa Thiên Huế dẫn đầu trong 63 tỉnh thành toàn quốc. Kết quả này thể hiện được sự hài lòng của người dân về hiệu quả thực thi chính sách pháp luật của nhà nước, quản trị địa phương và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp trong năm 2023. Hầu hết các chỉ số thành phần của tỉnh đều nằm trong top đầu của toàn quốc. Đáng chú ý là một số chỉ số như tham gia của người dân ở cấp cơ sở 5,3435 điểm, công khai minh bạch 5,8366 điểm, trách nhiệm giải trình với người dân 4,3688 điểm, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 7,574 điểm, cung ứng dịch vụ công 8,3041 điểm. Trong thời gian qua, tỉnh đã tập trung các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số PAPI, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các tổ chức công, tạo cơ hội cho người dân tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền, vận động chính quyền cải thiện cung cách phục vụ nhân dân và thúc đẩy việc tự đánh giá để đổi mới, tạo tập quán cạnh tranh lành mạnh và văn hóa học hỏi kinh nghiệm giữa các chính quyền địa phương. Trong 3 năm trở lại đây, Thừa Thiên Huế luôn ở vị trí top đầu trong bảng xếp hạng này. Cụ thể, năm 2021, Thừa Thiên Huế đứng đầu toàn quốc, năm 2022 ở vị trí thứ 5. Và ở năm 2023, Thừa Thiên Huế đã vươn lên một lần nữa đứng đầu toàn quốc với 46.0415 điểm. Hai địa phương khác nằm trong top 3 là Thái Nguyên và Bắc Ninh. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI là công cụ người dân tham gia giám sát hiệu quả của chính quyền trong việc thực thi chính sách đến cấp cơ sở. Trong suốt 15 năm qua, có tới 197.779 lượt người dân trên phạm vi toàn quốc đã tham gia đánh giá. PAPI đo lường 8 chỉ số nội dung tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường và quản trị điện tử. Kết quả PAPI đã được tất cả 63 chính quyền cấp tỉnh sử dụng để định hướng các kế hoạch hành động nhằm phúc đáp cả ý kiến phản hồi và kỳ vọng của người dân. Vì sự phát triển bền vững của hợp tác xã là chủ đề của tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024 do Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Thủy tổ chức. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và địa phương. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trần Lưu Quốc Doãn cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có 320 hợp tác xã, thu hút 170.000 thành viên tham gia, doanh thu bình quân của một hợp tác xã khoảng 3,3 tỷ đồng. Các hợp tác xã đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hàng ngàn lao động ở địa phương. Với những kết quả đạt được, nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh được Đảng, Nhà nước và Chính phủ khen thưởng, được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tỉnh công nhận hợp tác xã điển hình tiên tiến. Ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan quản lý nhà nước, các ban ngành đoàn thể, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các tổ chức kinh tế tập thể trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đề nghị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã, chủ động tiếp cận khoa học kỹ thuật, nắm bắt thông tin, bồi dưỡng kiến thức để áp dụng vào sản xuất kinh doanh, chủ động nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, xây dựng các mô hình hợp tác xã hiệu quả, bền vững gắn với phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn. Chiều qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban đánh giá các nhiệm vụ thực hiện trong quý 1, thảo luận phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng dự và chủ trì hội nghị. Ngay trong những ngày đầu năm 2024, công tác tuyên giáo của tỉnh đã được khẩn trương tổ chức triển khai một cách quyết liệt để các nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, tạo sức bật mới, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm. Bên cạnh triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy trong tiến trình xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tham mưu việc thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phẩm cách Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 3 năm thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị. Ban chỉ đạo 35 các huyện ủy, thị ủy, thành ủy Huế và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
phát huy tốt vai trò, kịp thời nắm bắt hướng dẫn, định hướng của Trung ương, của tỉnh để có cách làm phù hợp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Công tác tuyên truyền, báo chí xuất bản, khoa giáo, văn hóa văn nghệ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, triển khai thường xuyên, kịp thời và hiệu quả. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, các đại biểu tham gia hội nghị đã thống nhất phương hướng nhiệm vụ thực hiện công tác tuyên giáo quý 2 năm 2024 với 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, công tác tư tưởng theo hướng bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng bộ, để thực hiện hiệu quả chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025. Sáng qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Tham dự có ông Nguyễn Duy Giang, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, bổ nhiệm các ông Nguyễn Trung Kiên, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Huế và ông Lê Hồng Phương, Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giang và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình chúc mừng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã có thêm 2 đồng chí lãnh đạo viện mới được bổ nhiệm. Tin tưởng rằng các đồng chí vừa mới bổ nhiệm với kinh nghiệm công tác trong ngành kiểm sát, trải qua nhiều vị trí từ kiểm sát viên, phó viên trưởng cấp huyện, trưởng phòng sẽ cùng tập thể lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm sát, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Hồng Phương hứa sẽ quyết tâm rèn luyện, phát huy tốt năng lực sở trường của mình, đồng thời làm tốt nhiệm vụ nêu gương của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, cùng với tập thể Ban Cán sự Đảng và ngành Kiểm sát Nhân dân tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đoàn cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Hoàng Văn Nhân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và đối thoại dân chủ với cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Trà. Đoàn đã tiến hành báo động kiểm tra phương án di chuyển đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Qua kiểm tra, đoàn biểu dương ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong công tác chuẩn bị và tham gia luyện tập. Tại buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ cơ sở, các đồng chí cán bộ, nhân viên chân tình, cởi mở, thẳng thắn và dân chủ phát biểu nhiều ý kiến trên các mặt công tác chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, kinh tế và đời sống. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền để chính quy, rèn luyện kỷ luật. Ghi nhận và tiếp thu các ý kiến phát biểu tại buổi đối thoại, Đại tá Hoàng Văn Nhân và các phòng tham mưu, chính trị, hậu cần kỹ thuật đã giải đáp kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng thời yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Trà tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng dân chủ trên các lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh tế, đời sống. Thông qua đó, tạo tâm lý thoải mái, phấn khởi, vui tươi cho bộ đội trong đơn vị, xây dựng nền tảng để cán bộ chiến sĩ phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Như tin đã đưa, Cục Đường bộ Việt Nam vừa thống nhất phân luồng điều tiết xe khách trên 30 chỗ, xe giường nằm, xe đầu kéo, xe tải từ 6 trục trở lên sẽ không lưu thông vào cao tốc Cam lộ La Sơn từ ngày 4 tháng 4. Liên quan đến vấn đề này, trước đó vào ngày 29 tháng 3, Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản góp ý về phương án phân luồng giao thông trên cao tốc Cam lộ La Sơn đoạn qua địa phận tỉnh. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các đơn vị liên quan của tỉnh, tỉnh Thừa Thiên Huế không đồng ý với phương án phân luồng cho các phương tiện xe khách trên 30 chỗ ngồi, xe giường nằm, xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ móc, sơ mi rơ móc lưu thông xuống quốc lộ 1A. Nguyên nhân Thừa Thiên Huế không đồng ý với phương án này là do khi chưa có cao tốc, số vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A chiếm tỷ lệ cao, số người chết hàng năm chiếm từ 48-50% trên tổng số toàn tỉnh. Sau khi cao tốc đưa vào khai thác sử dụng, tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A giảm rất nhiều, hiện số người chết còn chiếm khoảng 18-20%. Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, ưu điểm của đường cao tốc là đường dành cho xe cơ giới lưu thông. Các phương tiện xe thô sơ như xe máy, xe mô tô hai bánh, xe đạp và người đi bộ không được phép lưu thông trên tuyến. Cao tốc không giao nhau cùng mức với một hoặc các đường khác, rút ngắn thời gian hành trình và chỉ cho xe ra vào ở những điểm nhất định, có hệ thống hàng rào bảo vệ hai bên tuyến đường. Ngoài ra, hiện nay, trên tuyến quốc lộ 1 qua tỉnh có chiều dài 113,3 km đi qua các khu đô thị với quy mô 4 làn xe, trong đó có làn hỗn hợp xe thô sơ cùng tham gia.
Kết quả thống kê cho thấy đã xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đến các ô tô tải, ô tô đầu kéo với xe mô tô, xe gắn máy. Bên cạnh đó, tuyến đường tránh hai làn xe với giao thông hỗn hợp dài 36 km, không có giải phân cách cứng, không được tổ chức giao thông như tuyến cao tốc. Tuyến cũng được khai thác nhiều năm nên chất lượng đường xuống cấp. Khi các phương tiện ô tô đầu kéo, xe khách trên 30 chỗ lưu thông trên tuyến đường tránh sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao tai nạn giao thông hơn là khi lưu thông trên tuyến cao tốc. Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế nhận định hai vụ tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn đoạn qua địa bàn tỉnh thời gian qua, ngoài do hạn chế về điều kiện hạ tầng thì nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp vẫn do ý thức của người tham gia giao thông. Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị đơn vị quản lý tuyến phải khẩn trương khắc phục kịp thời các nội dung đoàn khảo sát liên ngành kiến nghị để khai thác tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn đảm bảo hiệu lực hiệu quả, góp phần đảm bảo tốt an toàn giao thông chung. Được biết, cùng với Thừa Thiên Huế thì Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị cũng gửi văn bản cho Cục Đường bộ Việt Nam bày tỏ không đồng ý với phương án phân luồng xe sang quốc lộ 1 với lý do tương tự. Thưa quý vị, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, thời điểm này các trường trung học phổ thông trên địa bàn đang tăng tốc dạy học ôn luyện cho học sinh lớp 12. Đề thi năm nay dù không có nhiều sự biến động so với các năm trước, nhưng cũng đòi hỏi thí sinh vận dụng kiến thức để giải quyết một số vấn đề mang tính thực tiễn. Chính vì vậy, mỗi thí sinh cần chuẩn bị tốt cả về kiến thức và kỹ năng nếu muốn có kết quả tốt ở kỳ thi quan trọng này. Hiện tại, các cơ sở giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn đã chủ động cho học sinh ôn luyện kiến thức chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Giải pháp ưu tiên trong quá trình học ôn thi là giáo viên giúp học sinh hệ thống lại kiến thức, nắm chắc nội dung từng chương, từng bài quan trọng, từ đó đưa ra biện pháp kỹ năng để trả lời các câu hỏi, giải bài tập. Tương tự, các trường cũng khuyến khích giáo viên linh động trong quá trình giảng dạy, qua đó củng cố kiến thức cho học sinh. Nhà trường đã ôn tập cho các em theo kiểu lúc sáng có những lớp luyện thi khối chiều, như là ví dụ em học tự nhiên thì sẽ có dạy thêm những môn lý, hóa, sinh, toán và anh để giúp em thêm kiến thức, bổ sung thêm kiến thức để vững chắc nên kiến thức này để có thể giúp đỡ cho tương lai. Khối xã hội thì em đang tập trung vào 6 môn toán, văn, anh, sử, địa, giáo dục công dân. Nhà trường cũng tăng cường thêm tiết luyện thi vào buổi chiều nên em tăng tốc vào thời gian điểm vàng này để có thể đạt được kết quả cao. Các thầy cô cũng như là các bà học sinh đều rất là cố gắng nỗ lực trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới, và riêng bản thân em cũng có định hướng với khối D, đó chính là môn toán, văn, anh để có thể tập trung cho kỳ thi sắp tới đây. Đặc biệt chúng em là lứa 2K6, cũng là lứa cuối cùng của chương trình cũ, nên khi mà chúng em tập trung như vậy thì cũng mong là tất cả các bạn khi bước đến lớp ai ai cũng đều chăm chỉ cố gắng để có thể hoàn thành được nhiệm vụ của chúng em. Tại trường trung học phổ thông Gia Hội, dù nhà trường đang trong quá trình sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, nhưng tập thể thầy và trò đều thể hiện quyết tâm đạt thành tích tốt nhất trong kỳ thi năm nay. Được biết, từ đầu học kỳ 2, nhà trường đã khảo sát học sinh về lựa chọn tổ hợp môn thi tốt nghiệp 2024, từ đó điều chỉnh kế hoạch ôn tập cũng như việc giảng dạy trên lớp. Hiện nhà trường vẫn tổ chức giảng dạy để hoàn thành chương trình, cùng với đó tổ chức các lớp bổ trợ kiến thức với 3 lớp tự nhiên, 8 lớp xã hội và 3 lớp đặc biệt dành cho 100 học sinh có học lực yếu, giúp học sinh tự tin trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đối với môn lịch sử thì tôi thấy rằng là qua phân tích cái kết quả kỳ thi giữa kỳ 2 vừa rồi là tôi thấy rằng là các em có một cái chuyển biến rất là tích cực. Và điều này chứng tỏ rằng là cái chủ trương ôn tập sớm của nhà trường rất là đúng đắn và có hiệu quả thiết thực. Và tôi mong rằng là với cái sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của ban giám hiệu nhà trường, sự nhiệt tình tâm huyết của giáo viên, rồi sự nỗ lực của các em học sinh, đặc biệt là luôn có phụ huynh đồng hành, thì tôi tin chắc rằng là các em sẽ được trang bị một cái vốn kiến thức vững chắc để tự tin bước vào kỳ thi. Sau khi ôn tập xong hết mọi chủ đề rồi thì chúng tôi sẽ cho các em làm những cái đề mẫu, và từ những cái đề mẫu đó và đặc biệt là bám sát trên cái đề mẫu của bộ và các đề của mọi năm để từ đó cho các em củng cố lại và biết được những điểm nào là những điểm sai lầm và sửa. Với kỳ thi này thì hoàn toàn nó và giống như với kỳ thi tốt nghiệp của năm 2023.
Và hiện nay thì Sở Dục Đào tạo của một mặt là triển khai về các trường, các cơ sở giáo dục đào tạo thông tư 02, các hướng dẫn của Bộ Dục Đào tạo về chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm 2024 này. Trong đó thì đặc biệt là lưu ý vấn đề đăng ký tuyển sinh của các em, đăng ký thi tốt nghiệp và tuyển sinh. Với học sinh cuối cấp, ngoài việc học, tiếp thu kiến thức, giúp các em đảm bảo sức khỏe tinh thần là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, nhà trường, giáo viên luôn phối hợp chặt chẽ với gia đình cũng như hỗ trợ tinh thần, tạo môi trường học tập tốt nhất. Đối với học sinh khá giỏi, sẽ tăng cường các giải pháp ôn tập cho học sinh vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng để hoàn thành các bài thi. Vừa học, ôn tập, củng cố lại kiến thức theo từng chương, từng chủ đề và cuốn chiếu theo những kiến thức mà thầy cô đã dạy cho các em ở trường. Định hướng theo hướng của ma trận đề thi tốt nghiệp năm 2023. Và từ đó, sau một thời gian triển khai hơn gần một tháng, thì qua cái kết quả kiểm tra giữa kỳ 2 vừa rồi, chúng tôi thấy rằng là kết quả của học sinh giáo hội đã có một sự chuyển biến rất rõ rệt cả về ý thức cũng như là cái điểm số của các em thông qua bài kiểm tra giữa kỳ. Từ đây cho đến hết nửa tháng 6 thì vừa học sinh, phụ huynh và giáo viên cùng nhau mà đồng lòng thì hy vọng rằng năm cuối cùng đối với học sinh khối 12 năm nay sẽ có những cái kết quả như mong muốn. Năm vừa rồi thì chúng ta nâng lên được 3 bậc trong cái vì thử phổ điểm thi tốt nghiệp trung học thông, và chính cái nâng tỷ lệ này thì nó nâng cái tỷ lệ học sinh thi đỗ đại học. Vừa rồi thì năm 2022-23 thì chúng ta năm 21-22 thì chúng ta đứng thứ 29 của tỷ lệ của toàn quốc, năm vừa rồi lên vị thứ 26. Và năm nay chúng tôi cũng đặt quyết tâm theo cái đề án mà đã được Sở Dục Đào tạo tập trung chỉ đạo, thì đặt chỉ tiêu phải đạt con số là thứ 20 của tỉnh. Thì đó thì cùng với các chỉ tiêu khác thì giáo dục đào tạo chúng ta mới thì thực hiện đúng theo các cái chỉ tiêu mà nghị quyết của Đại hội tỉnh Đảng bộ cũng giống như nghị quyết 05 về xây dựng trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành lĩnh vực chất lượng cao. Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay không có nhiều sự biến động so với các năm trước, yêu cầu thí sinh vận dụng kiến thức giải quyết một số vấn đề mang tính thực tiễn. Vì vậy, các cơ sở giáo dục phải chủ trọng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá thường xuyên theo định hướng đánh giá năng lực, đảm bảo sự đồng bộ, chất lượng và hiệu quả, và góp phần nâng cao vị thế của Thừa Thiên Huế trong top các địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục trung học phổ thông. Thưa quý vị, để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Chỉ huy quân sự các địa phương đã có nhiều chủ trương giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị. Trong đó, mô hình huấn luyện tập trung được xem là chìa khóa mở hướng đi mới. Ghi nhận tại thị xã Hương Trà. Thao trường huấn luyện Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hương Trà giờ cao điểm nắng nóng, nhưng các chiến sĩ sao vuông vẫn hăng say luyện tập, khắc phục mọi khó khăn để có chất lượng huấn luyện tốt nhất. Với tinh thần vượt nắng thẳng mưa, trên 100 chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ nhất vẫn miệt mài tập luyện theo kế hoạch. Những động tác điều lệnh, các tư thế bắn súng, vận động trên chiến trường, ném lưu đạn xa, trung hướng, tưởng chừng như đơn giản, nhưng để thực hành đúng, đẹp là một giai thoại khổ luyện. Với ý thức tập luyện nghiêm túc, các chiến sĩ đã nhận thức được vai trò nhiệm vụ của lực lượng dân quân trong tình hình mới. Lần đầu tiên tôi tham gia huấn luyện, tuy có nhiều nội dung bỡ ngỡ, nhưng dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các giáo viên thì tôi cũng đã nhanh chóng nắm bắt và thực hiện được những động tác cơ bản như bắn súng, ném lưu đạn xa đúng hướng và các động tác vận động trên chiến trường. Ngoài ra thì chúng tôi còn được huấn luyện một số kiến thức bổ ích khác để chúng tôi có thể tự tin hơn để thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng sau này. Sự tích cực, ham học hỏi của mỗi cá nhân, sự giảng dạy chu đáo, giúp đỡ tận tình của đội ngũ giáo viên đã góp phần nâng cao trình độ kỹ thuật quân sự, để khi về địa phương, mỗi chiến sĩ là một hạt nhân xung kích đi đầu trong công tác xây dựng quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở. Ngoài huấn luyện quân sự, các đồng chí dân quân còn được nghiên cứu nghị quyết các cấp, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, luật dân quân tự vệ, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, dân quân tự vệ làm công tác dân vận, vận động quân chúng, một số vấn đề chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng và an ninh. Qua cái đợt huấn luyện lần này thì giúp cho bản thân tôi là nhận biết được là cái nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu, lực lượng vũ trang của tỉnh, lực lượng vũ trang của thị xã, đặc biệt là nắm chắc được cái
đối tượng tác chiến của quân đội và nắm vững hơn được mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đấy cũng là cái nội dung quan trọng mà giúp cho bản thân tôi là có một cái lập trường chính trị vững vàng, có động cơ đúng đắn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và dân giao phó. Thế để nâng cao cái chất lượng huấn luyện kỹ chiến thuật cho lực lượng dân quân tự vệ, thì trong năm 2024, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch huấn luyện một cách là khoa học, đặc biệt là duy trì nghiêm túc kỷ luật thao trường, tổ chức là xoay vòng đội tập dựa các nội dung, chia nhỏ tập nhiều và tổ chức tận dụng tối đa cái thời gian để huấn luyện cho các đối tượng. Sau thời gian huấn luyện, đơn vị tổ chức kiểm tra nhận thức, kiểm tra thực hành cả khoa mục, kiểm tra bằng năng thật để đánh giá kết quả huấn luyện, trình độ, kỹ năng sử dụng vũ khí của cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ. Đồng thời, rèn luyện bản lĩnh tâm lý cho lực lượng dân quân tự vệ nhằm nâng cao khả năng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ hôm nay đến hết ngày 8 tháng 4, Thừa Thiên Huế sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt dao động từ 37 đến 39 độ. Là đợt nắng có cường độ mạnh và kéo dài nên người dân, đặc biệt là người già, trẻ em, người thể trạng yếu, người lao động ngoài trời cần hết sức lưu ý để bảo vệ sức khỏe. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong ngày đầu tiên của đợt nắng nóng này. Từ 11 giờ đến 15 giờ là khoảng thời gian cao điểm nắng nóng khi nhiệt độ ngoài trời đo được lên đến 39 độ C. Kèm theo đó là nền độ ẩm thấp cũng khiến cho cơ thể người mệt mỏi hơn, đặc biệt là đối với những người lao động nặng nhọc trực tiếp dưới nắng. Mấy nay trước chiều hơn, hai ngày đi là nặng hông, quá vất vả đấy. Với những hộ kinh doanh cả mặt hàng dễ hư hỏng như hoa, trái cây, việc nhiệt độ tăng cao đột ngột sau một thời gian dài mưa ẩm cũng khiến họ vất vả hơn trong việc bảo quản hàng hóa. So với mấy cái từ thời tiết ngày nay là rất là nặng gắt, hâm nặng. Còn hoa thì mình phải chăm sóc tưới nước cả ngày, cắt gốc, nói chúng là phải chăm sóc rất là nhiều. Dễ thời tiết nặng gắt như thế này. 15 giờ kém 20 là nhiệt độ đang còn 37 độ C. Là trời đang nóng gay gắt. Cho mấy người ngồi mấy lần điều hòa ra thì họ chịu không nổi. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, tại Thừa Thiên Huế trong 2 ngày tới tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong đợt này ở khoảng 38 đến 40 độ, được ghi nhận là đợt nắng nóng có cường độ mạnh nhất và kéo dài nhất kể từ đầu năm 2024 đến nay. Nắng nóng với nền nhiệt độ cao, độ ẩm không khí thấp sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe của con người, đặc biệt là người già, trẻ em và những người có thể trạng yếu. Để đảm bảo sức khỏe, người dân cần hạn chế di chuyển hoặc lao động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 15 giờ. Thông tin cụ thể về tình hình thời tiết trong ngày cũng sẽ khép lại chương trình sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Hôm nay thời tiết tại Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 40 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, độ ẩm phổ biến từ 40 đến 45%. Thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4, sóng biển cao từ 0,25 đến 1,25 m.